Đổi thùng 2, tình hình bây giờ là 5 rưỡi chiều. Quẩy ăn tít lắm. Đứng ở trên cành đấy thả xuống đèo chứ đứng lưỡi đá sao. Mái lên ngọn cây, con này có mái. Con gâu gâu thế đéo này. Mà hôm đéo có gâu gâu, hôm nay gâu gâu khỏe thế. Đấy nào, hạ vào cầu tử luôn. Đầu tàn trúc ở trong thế này đi, hạ sao đảo rồi. Khó đưa về đội quá. Càng ngày càng thấy khó. Không dễ như mình nghĩ là. Hay đứng đấy thì mày ra còn ăn. Ui sổ hồ. Mình tưởng nó cắm vào lồng.
đau 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 chim à đau tim quá. Nhảy lên đâu. Không thèm đánh nhau. Không thèm máu đến nhau, chỉ có hót. Hót đầu, hót đầu. Khó đánh rồi, tối quá. Nhưng cao.